Tôi xin chào tất cả quý vị và các bạn xem kênh Kiên Giang Land nhé. Trong video, tôi xin gửi đến quý vị một thông tin vui cho hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Đó là hôm nay ngày 14 tháng 12 năm 2022, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kiên Giang phối hợp với các đơn vị liên quan cùng Ủy ban Nhân dân huyện Hòn Đất và Ủy ban Nhân dân huyện Kiên Lương tổ chức lễ khởi công công trình đường bộ ven biển từ huyện Hòn Đất đến huyện Kiên Lương, được đầu tư gần 1.480 tỷ đồng. Đây là công trình hết sức quan trọng nhằm kết nối giao thông hành lang ven biển, hình thành không gian phát triển từ thành phố Gạch Giá đến thành phố Hà Tiên và giảm tải áp lực giao thông trên tuyến quốc lộ 80. Với quy mô đường cấp 3 đồng bằng, mặt đường rộng 7m và nền đường rộng 12m, tuyến đường có chiều dài gần 40km, trong đó xây dựng mới 34 cây cầu bê tông cốt thép, tải trọng không hạn chế, cùng với hệ thống chiếu sáng, thoát nước, an toàn giao thông. Dự án này nằm trong tuyến đường bộ ven biển qua địa bàn tỉnh Kiên Giang, có chiều dài 231 km, giáp ranh với tỉnh Cà Mau, thuộc địa bàn huyện An Minh đến cửa khẩu quốc tế Hà Tiên. Ông Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch tỉnh Kiên Giang cho biết tuyến đường bộ ven biển từ huyện An Minh, giáp Cà Mau đến thành phố Hà Tiên là trục giao thông huyết mạch, có vai trò thép kính ven biển Tây của tỉnh Kiên Giang. Việc đầu tư hoàn thành tuyến đường bộ ven biển qua địa bàn tỉnh là hết sức quan trọng và rất cần thiết nhằm kết nối giao thông hành lang ven biển và hình thành không gian phát triển mới, mở rộng quỹ đất cho đầu tư sản xuất, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên biển, tăng cường kết nối và thúc đẩy liên kết vùng, góp phần phục vụ kinh tế phát triển xã hội của địa phương, tạo thuận lợi trong xử lý các tình huống cứu nạn cứu hộ và ứng phó thiên tai, biến đổi khí hậu, ngăn chặn xâm nhập mặn, củng cố quốc phòng an ninh. Phó Chủ tịch tỉnh Kiên Giang cho biết thêm, đến nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang đã cân đối nguồn vốn và triển khai xây dựng hoàn thành đoạn từ cửa khẩu quốc tế Hà Tiên đến khu du lịch Hòn Chẹm của huyện Kiên Lương. Đang triển khai đồng thời 3 dự án thuộc 3 đoạn tuyến, đó là Châu Thành - Gạch Giá, Gạch Giá - Hòn Đất và Hòn Đất - Kiên Lương. Trong đó đoạn Gạch Giá - Hòn Đất sắp hoàn thành. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang đang tiếp tục xúc tiến đàm phán các thủ tục vay vốn ODA để triển khai đoạn An Biên - An Minh với hơn 2.000 tỷ đồng. Đến năm 2025 sẽ khép kín toàn bộ tuyến đường ven biển của tỉnh. Dự án đường bộ ven biển Hòn Đất - Kiên Lương do liên danh 6 nhà thầu thi công, trong đó công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Phát đứng đầu liên danh. Ông Vương Đức Trường, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Phát cho biết, thành viên trong liên danh các nhà thầu thi công là các đơn vị thi công có năng lực, kinh nghiệm trong ngành xây dựng của Việt Nam, đã từng thi công nhiều công trình có quy mô lớn, giá trị cao. Ông Trường cam kết thời gian hoàn thành công trình không quá 750 ngày kể từ ngày khởi công. Trong thời gian tới, tôi sẽ đến thực tế trên tuyến đường ven biển Hòn Đất - Kiên Lương quay cập nhật hình ảnh gửi đến quý vị, anh chị cùng xem. Và video xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn thấy video có thông tin bổ ích thiết thực, xin hãy để lại một like và đăng ký theo dõi kênh Kiên Giang Land. Xin hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo.